tôi là Hờ Hen Nghê, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cũng là một trong hai đại sứ của thương hiệu V64. Và ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở Chloe Gallery sẽ tham gia một thử thách vô cùng cam go. Tự nhiên ấy, tự tin lên tí. Nó không phải là nằm trong cái khả năng của mình, nhưng mà mình cứ diễn. Hai em làm rất tốt. Chúc có theo được cái sáng tạo của các bạn không? Anh thấy em là hơi chậm so với cái gì sáng tạo của hai bạn đấy. Em hơi bị bối rối tại vì em là một người không hề biết nhảy. Để tay thấp được thôi anh. Và một nhân vật nữa sẽ đóng vai trò làm mentor để hướng dẫn các bạn trải qua vòng thử thách này. Đó là Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú. Bây giờ chị không muốn rằng các em diễn mà mentor khác vô chỉnh các em, ok? Rất là xấu hổ.